thiện hiện ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của địa giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của thủy hòa phong không thức giới chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc tịnh bất tịnh của địa giới hoặc tịnh bất tịnh của thủy hỏa phong không thức giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tịnh bất tịnh của địa giới và cái danh tịnh bất tịnh của thủy hỏa phong không thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của địa giới là đại bồ tát chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của thủy hỏa phong không thức giới là đại bồ tát thiện hiện, ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của địa giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của địa giới, hoặc không bất không của thủy hỏa phong không thức giới, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, vốn là có cái danh không bất không của địa giới và cái danh không bất không của thủy hòa phong không thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của địa giới là đại bồ tát chính cái danh không hoặc bất không của thủy hòa phong không thức giới là đại bồ tát Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của địa giới chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc hữu tướng vô tướng của địa giới hoặc hữu tướng vô tướng của Thủy hỏa phong không thức giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có vốn là có cái danh hữu tướng vô tướng của địa giới và cái danh hữu tướng vô tướng của Thủy Hỏa phong không thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của địa giới là đại Bồ Tát chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Thủy Hỏa phong không thức giới là đại Bồ Tát Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của địa giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc hữu nguyện vô nguyện của địa giới hoặc hữu nguyện vô nguyện của thủy hòa phong không thức giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có hướng là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của địa giới và cái danh hữu nguyện vô nguyện của thủy hòa phong không thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của địa giới là đại bồ tát chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của thủy hòa phong không thức giới là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của địa giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của thủy hòa phong không thức giới chẳng phải là đại bồ tát Bạch thế tôn hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của địa giới hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của thủy hòa phong không thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của địa giới và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của thủy hòa phong không thức giới. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của địa giới là đại bồ tát? chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của thủy hỏa phong không thức giới là đại bồ tát Thiện hiện, ngươi lại quả nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của địa giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Thủy Hòa Phong Không Thức Giới chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc viễn ly bất viễn ly của địa giới hoặc viễn ly bất viễn ly của thủy hỏa phong không thức giới. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của địa giới và cái danh viễn ly bất viễn ly của thủy hỏa phong không thức giới. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của địa giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát. Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của địa giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? bạch thế tôn hoặc hữu vi vô vi của địa giới hoặc hữu vi vô vi của thủy hỏa phong không thức giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu vi vô vi của địa giới và cái danh hữu vi vô vi của thủy hỏa phong không thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của địa giới là đại bồ tát chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của thủy hỏa phong không thức giới là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của địa giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của thủy hòa phong không thức giới chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu lậu vô lậu của địa giới hoặc hữu lậu vô lậu của thủy hòa phong không thức giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của địa giới và cái danh hữu lậu vô lậu của thủy hòa phong không thức giới các danh này đã đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của địa giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của Thủy Hòa Phong Công Thức Giới là Đại Bồ Tát? tiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh xanh hoặc diệt của địa giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh xanh hoặc diệt của Thủy Hòa Phong Không Thức Giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, Bạch Thế Tôn, hoặc danh diệt của địa giới hoặc danh diệt của Thủy Hòa Phong Không Thức Giới. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có uống là có cái danh sanh diệt của địa giới và cái danh sanh diệt của thủy hỏa phong không thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của địa giới là đại bồ tát chính cái danh sanh hoặc diệt của thủy hỏa phong không thức giới là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của địa giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh thiện hoặc phi thiện của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là đạo bồ tát, bạch thế tôn hoặc thiện phi thiện của địa giới hoặc thiện phi thiện của thủy hỏa phong không thức giới, chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của địa giới và cái danh thiện phi thiện của thủy hỏa phong không thức giới. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của địa giới là đại bồ tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của thủy hỏa phong không thức giới là đại bồ tát. Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của địa giới chẳng phải là đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là đại Bồ Tát? bạch thế tôn hoặc hữu tội vô tội của địa giới hoặc hữu tội vô tội của thủy hỏa phong không thức giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu tội vô tội của địa giới và cái danh hữu tội vô tội của thủy hỏa phong không thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của địa giới là đại bồ tát chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của thủy hỏa phong không thức giới là đại bồ tát thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của địa giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của Thủy hỏa Phong không thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc hữu phiền não vô phiền não của địa giới hoặc hữu phiền não vô phiền não của Thủy hỏa Phong không thức giới, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của địa giới và cái danh hữu phiền não vô phiền não của thủy hỏa phong không thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của địa giới là đại bồ tát chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của thủy hỏa phong không thức giới là đại bồ tát Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của địa giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của Thủy hỏa Phong không thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, Bạch Thế Tôn hoặc thế gian xuất thế gian của địa giới, hoặc thế gian xuất thế gian của Thủy hỏa Phong không thức giới. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của địa giới và cái danh thế gian xuất thế gian của Thủy hỏa phong không thức giới. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của địa giới là đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của thủy hòa phong không thức giới là đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của địa giới chẳng phải là đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của thủy hòa phong không thức giới chẳng phải là đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của địa giới hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của thủy hòa phong không thức giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của địa giới và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của thủy hòa phong không thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của địa giới là đại bồ tát chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của thủy hòa phong không thức giới là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của địa giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của thủy và phong không thức giới chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của địa giới hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của thủy hỏa phong không thức giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của địa giới và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của thủy hỏa phong không thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của địa giới là đại bồ tát chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của thủy hỏa phong công thức giới là đại bồ tát Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của địa giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của Thủy Hòa Phong Không Thức Giới chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của địa giới, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian, của thủy hỏa phong không thức giới, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của địa giới và cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của thủy hỏa phong không thức giới. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của địa giới là đại bồ tát, chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của thủy hỏa phong không thức giới là đại bồ tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của địa giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của Thủy Hòa Phong Không Thức Giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của địa giới hoặc khả đắc bất khả đắc của Thủy Hòa Phong Không Thức Giới. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của địa giới và cái danh khả đắc bất khả đắc của thủy hỏa phong không thức giới. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của địa giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng phải là đại bồ tát cụ thọ thiện hiện bạch bạch thế tôn hoặc nhân duyên hoặc đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh nhân duyên và cái danh đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn, hoặc thường vô thường của nhân duyên, hoặc thường vô thường của đẳng vô gián duyên, xả duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của nhân duyên và cái danh thường vô thường của đẳng vô gián duyên, xả duyên duyên, tăng thượng duyên, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh thường hoặc vô thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên duyên là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của đẳng vô Gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc là khổ của nhân duyên, hoặc là khổ của đẳng vô Gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh là khổ của nhân duyên, và cái danh lạc khổ của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh lạc hoặc khổ của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhân duyên chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh ngã hoặc vô ngã của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng phải là đại bồ tát bảy thế tôn hoặc ngã vô ngã của nhân duyên hoặc ngã vô ngã của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có vốn là có cái danh ngã vô ngã của nhân duyên và cái danh ngã vô ngã của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh ngã hoặc vô ngã của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhân duyên chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng phải là đại bồ tát Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của nhân duyên, hoặc tịnh bất tịnh của đảng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, cũng là có cái danh tịnh bất tịnh của nhân duyên và cái danh tịnh bất tịnh của đảng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhân duyên là Đại Bồ Tát, Chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Đảng Vô Gián Duyên, Sở Duyên Duyên, Tăng Thượng Duyên là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh không hoặc bất không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại bồ tát. Bạch thế tôn hoặc không bất không của nhân duyên hoặc không bất không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, hướng là có cái danh không bất không của nhân duyên và cái danh không bất không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của nhân duyên là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc hữu tướng vô tướng của nhân duyên hoặc hữu tướng vô tướng của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của nhân duyên và cái danh hữu tướng vô tướng của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc hữu nguyện vô nguyện của nhân duyên hoặc hữu nguyện vô nguyện của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của nhân duyên và cái danh hữu nguyện vô nguyện của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát thiện hiện người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhân duyên chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của nhân duyên hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có vốn là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của nhân duyên và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhân duyên chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc viễn ly bất viễn ly của nhân duyên hoặc viễn ly, bất viễn ly của Đảng Vô Gián Duyên, Sở Duyên Duyên, Tăng Thượng Duyên. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, hướng là có cái danh viễn ly, bất viễn ly của Nhân Duyên và cái danh viễn ly, bất viễn ly của Đảng Vô Gián Duyên, Sở Duyên Duyên, Tăng Thượng Duyên. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhân duyên là đại bồ tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại bồ tát. Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhân duyên chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại bồ tát. Bạch Thế Tôn hoặc hữu vi vô vi của nhân duyên hoặc hữu vi vô vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Cũng là có cái danh hữu vi vô vi của nhân duyên và cái danh hữu vi vô vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhân duyên là Đại Bồ Tát chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhân duyên chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng phải là đại bồ tát Bạch Thế Tôn hoặc hữu lậu vô lậu của nhân duyên, hoặc hữu lậu vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của nhân duyên và cái danh hữu lậu vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhân duyên là đại bồ tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của nhân duyên chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng phải là đại bồ tát? bạch thế tôn hoặc sanh diệt của nhân duyên hoặc sanh diệt của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh sanh diệt của nhân duyên và cái danh sanh diệt của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh sanh hoặc diệt của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhân duyên chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại bồ tát? bạch thế tôn hoặc thiện phi thiện của nhân duyên hoặc thiện phi thiện của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên rốt giáo cần chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh thiện phi thiện của nhân duyên và cái danh thiện phi thiện của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh thiện hoặc phi thiện của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát Chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát Bạch Thế Tôn hoặc hữu tội vô tội của nhân duyên hoặc hữu tội vô tội của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có vốn là có cái danh hữu tội vô tội của nhân duyên và cái danh hữu tội vô tội của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc hữu phiền não vô phiền não của nhân duyên hoặc hữu phiền não vô phiền não của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của nhân duyên và cái danh hữu phiền não vô phiền não của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhân duyên là đại bồ tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại bồ tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhân duyên chẳng phải là đại bồ tát? chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc thế gian xuất thế gian của nhân duyên hoặc thế gian xuất thế gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có vốn là có cái danh thế gian suốt thế gian của nhân duyên và cái danh thế gian suốt thế gian của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc suốt thế gian của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh thế gian hoặc suốt thế gian của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của nhân duyên hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có vốn là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của nhân duyên và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên Tăng Thượng duyên là đại Bồ Tát. Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhân duyên hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhân duyên và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhân duyên chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của nhân duyên hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có vốn là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của nhân duyên và cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát thiện hiện, ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ Tát? bạch thế tôn hoặc khả đắc bất khả đắc của nhân duyên hoặc khả đắc bất khả đắc của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của nhân duyên và cái danh khả đắc bất khả đắc của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhân duyên là đại bồ tát chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên là đại bồ tát lại nữa thiện hiện người quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát cụ thọ thiện hiện bạch Bạch Thế Tôn, Pháp do duyên sanh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh Pháp do duyên sanh ra, danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, thường vô thường của Pháp do duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thường vô thường của Pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, lạc khổ của Pháp do duyên sanh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của Pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, ngã vô ngã của Pháp do duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh ngã vô ngã của Pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn tịnh bất tịnh của pháp do duyên sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tịnh bất tịnh của pháp do duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của pháp do duyên sanh ra là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn không bất không của pháp do duyên sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh không bất không của pháp do duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của pháp do duyên sanh ra là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hữu tướng vô tướng của pháp do duyên sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của pháp do duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của pháp do duyên sanh ra là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát Bạch Thế Tôn, hữu nguyện vô nguyện của Pháp do duyên sanh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của Pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, tịch tịnh bất tịch tịnh của Pháp do duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Vốn là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của Pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện Người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, viễn ly bất viễn ly của Pháp do duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của Pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? bạch thế tôn hữu vi vô vi của pháp do duyên sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu vi vô vi của pháp do duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của pháp do duyên sanh ra là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát Bạch Thế Tôn, hữu lậu vô lậu của pháp do duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, sanh diệt của Pháp do duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của Pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, thiện phi thiện của Pháp do duyên sanh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thiện phi thiện của Pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? bạch thế tôn hữu tội vô tội của pháp do duyên sanh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của pháp do duyên sanh ra là đại bồ tát? Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát? Bạch Thế Tôn, hữu phiền não vô phiền não của Pháp do duyên sanh ra, dốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, cũng là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của Pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát thiện hiện? người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn thế gian xuất thế gian của pháp do duyên sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có Vướng là có cái danh thế gian xuất thế gian của pháp do duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của pháp do duyên sanh ra là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của Pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm thanh tịnh của Pháp do duyên sanh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của Pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của Pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, thuộc sanh tử, thuộc niết bàn của Pháp do duyên sanh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, vốn là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của pháp do duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của pháp do duyên sanh ra là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của Pháp do duyên sanh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của Pháp do duyên sanh ra, các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, khả đắc bất khả đắc của Pháp do duyên sanh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của Pháp do duyên sanh ra. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Hết quyển thứ 27